Dạ chúng con kính thưa chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên Long, Thiện Thần, Hộ Pháp, Tăng Ngư Không, đến khắp các thế giới và tất cả chúng sinh hữu duyên A Di Đà Phật. Chúng con kính thưa quý thầy, quý cô, quý sư phụ, quý huynh đệ đồng tu tỷ muội và toàn thể quý khán giả yêu thương. Hôm nay đầy đủ nhân viên thì chúng ta có cái dịp đến đây quán chay. Quán chay của mình mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ A Di Đà Phật? 6 giờ đến 9 giờ. 6 giờ đến 9 giờ buổi sáng ha. Sáng. Có nghỉ ngày nào trong tháng không? À. Rồi bây giờ 6 giờ đến 9 giờ không nghỉ ngày nào. Gồm có những cái món này nè cả nhà. Đó, cơm tấm, bún quế, bún riêu, bánh canh, cháo hàng sen, hay gì đó Phật. Rồi có nhắn gửi gì quý khán giả trên toàn thế giới khi người ta xem video này không? Ai gì đó Phật, ba gì có nhắn gửi gì quý khán giả khi mà đến người ta đến ủng hộ không? Mắc cỡ mà không nói được, à. Chai nói dạ, mọi người tới ăn thì em nghe. Dạ, ở đây là địa chỉ số mấy cái nhà nha? Dạ, ở trước Tam Tông Miếu, 82 Cao Thắng. Tam Tông Miếu, 82 Cao Thắng, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam nha cả nhà. Rồi chúc cho đạo tràng của quý vị buôn may bán đắt, vạn sự như ý, tâm nghĩ sự thành. Ai gì đâu. Nguyên dân gì mà mình phép tâm bán đồ chơi đi độ chúng sanh nhờ. Thì mình chia sẻ thật lòng của mình đi, mình là người thật việc thật mà. Dạ, tại vì chị Thu cũng muốn bán đồ chơi xong để mọi người có thể được ăn chay nữa. Đảm bảo vệ sinh an toàn sức khỏe không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Đem niềm vui đến cho mọi người ha. Là mọi người có muốn chia sẻ gì thêm nữa không ạ? Có ai muốn chia sẻ gì thêm nữa không ạ? Ai gì đâu thấy ai cũng mặt mày rạng rỡ, cả nhà thấy ăn chay mà tươi rói rồi gì không? Phúc đức nhân hậu ha. Thôi mình làm con cháu mình hưởng, ông bà cha mẹ tổ tiên mình hưởng gì đâu. Ở đây có rất là nhiều món như cả nhà đó. Bánh giò, bánh chưng, rồi chả chay nè ha, bún chay, cơm tấm, bún quế, bún riêu, bánh canh, chả hạt sen. Đây. Rồi tính tiền không nè chứ không? Không, cái này gửi tặng. Không, không tính tiền, con không dám lấy đâu. Ai à, gì không gửi tặng, cái này lòng thành. Thôi, tính tiền để có vốn xây dòng đi cứu độ chúng sanh. Không, tính tiền hoặc không tính tiền không lấy. Đây là cho đây. Nè cả nhà. Rồi, lấy hộp cơm chưa? Ba hộp, bốn một hộp cơm cả nhà. Ai gì đâu không? Rồi, cảm ơn nhiều ạ. À. Rồi xin phép hẹn gặp lại quý khán giả yêu thương những video và hay tiếp theo ạ. À. Mong mọi người qua like và share để cho mọi nhiều người cùng biết để đến quán chay của chúng ta vậy thôi. Có chia sẻ gì thêm không ạ? Thôi mất cỡ lắm. Rồi rồi, cảm ơn nhiều ạ. À. Rồi nguyện cầu cảm ơn cả nhà rất cảm nhiều ạ. À. Giờ nguyện cầu quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, tất cả chúng sanh an lạc hạnh phúc ạ. À. Gì đó.